mà vẫn chưa bùng hết sức. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iran ở lượt trận thứ hai của bảng D Asian Cup 2019 đã bắt đầu. Đúng là một giải pháp hợp lý của Việt Park Hang Seo. Trận đấu này thì chúng ta cần nhiều hơn sức mạnh và tốc độ. Và trong những phút vừa qua chúng ta có thể thấy được sự tự tin của cầu thủ Việt Nam. Văn Hậu đang bó rất sâu vào phía trong và một đường truyền bằng má ngoài chân trái cho Trọng Hoàng. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này. Và Văn theo Đức. Và theo những thông tin, cơ hội khá nguy hiểm. Đó là cơ hội đầu tiên của đội tuyển Iran. Nhưng Đặng Văn Lâm lần này đã cho thấy sự ra vào rất hợp lý. Những trụ cột đã ngồi dự bị ở trận đấu ra quân ngày hôm nay đều được tung vào sân. Có thể thấy là ông Carlos Queiroz đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. Một pha băng về hỗ trợ phòng ngự của Đức Huy. Rất nguy hiểm. Đặng Văn Lâm đã kiểm soát được tình hình. Chúng ta cần phải hết sức tập trung với những tình huống bóng bổng như vừa rồi. Đó là một pha phối hợp đẳng cấp cao của cầu thủ Iran. Một lần nữa thì Đặng Văn Lâm lại có một pha ra vào rất hợp lý để bắt bài đối thủ. Trước đối thủ Iraq ở trận đấu trước thì chúng ta cũng có tỷ lệ kiểm soát bóng gần tương đương. Askan Dezaga. Rất nguy hiểm. Hoan hô thủ môn Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm đã có một pha băng ra rất kịp thời. Nhưng vừa rồi thì hàng phòng ngự của chúng ta cũng có cho thấy những sơ hở khi để đội bạn rất thoải mái thực hiện một pha phối hợp trung lộ. Rất may là vừa rồi Văn Lâm đã băng ra rất kịp thời. Lần thứ 3 trong hiệp 1 trận đấu này, Đặng Văn Lâm có những pha ra vào hợp lý để đọc bài đối thủ và cản phá thành công. Dezaga là người đã thực hiện pha chọc khe thuận lợi cho Gostot. Tất cả những pha bóng nguy hiểm mà Iran tạo được sau tới lúc này đều là những tình huống bóng sệt, chọc khe rất hay. Công Phượng. Rất hay, Công Phượng. Dezaga. Rất nguy hiểm. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang tổ chức chống bóng bổng tốt kể từ đầu trận. Có thể thấy rằng những sải chân dài của cầu thủ Iran đang mang lại cho họ rất nhiều lợi thế trong những tình huống đi bóng và đua tốc độ. Khoảng một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và đội tuyển Việt Nam vẫn đang có một thế trận tốt. Rất nguy hiểm. Không vào. Hai cầu thủ chúng ta áp sát rất nhanh để ngăn cản khung dứt điểm của số 17 Taremi. Một lần nữa Quế Ngọc Hải đã nằm xuống sân. Quế Ngọc Hải đang chơi lăn xả trước các cầu thủ to cao và mạnh mẽ bên phía đội tuyển Iran. Rất tốt. Pha xử lý an toàn của Đặng Văn Lâm. Khá nguy hiểm. Sada. Một lần nữa thì Đặng Văn Lâm lại cho thấy sự chắc chắn của mình. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày làm việc vất vả đối với Đặng Văn Lâm. Chúng ta đã có được bàn mở tỷ số sau một tình huống lóng ngóng đốt lưới nhà của cầu thủ bên phía đội tuyển Iraq. Văn Hậu. Không được. Rất đáng tiếc. Vừa rồi là một tình huống mà phòng ngự của Iran cũng đã cho thấy sự thiếu tập trung. Vừa rồi Văn Hậu cũng có thể sút thẳng ngay. Đức Huy. Đường chuyền dài của Đức Huy cho Công Phượng. Quả tạt của Dezaga. Bóng vừa rồi đã tìm đến vị trí của Tameri. Điều quan trọng là chúng ta có thể thấy được rằng cầu thủ Việt Nam của chúng ta đang không hề sợ hãi trước đội tuyển Iran. Rất nguy hiểm. Cú sút của Sada Amun.
Một kỹ thuật dứt điểm không phải dễ, ngay cả với những cầu thủ đẳng cấp. Để bóng thường xuyên được luân chuyển. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cuối cùng thì đội bạn cũng đã tìm kiếm được bàn thắng và đó là một tình huống bóng bổng. Điều mà chúng ta hiểu rất rõ là đội tuyển Iran mạnh. Tuy nhiên việc chống những tình huống như thế này là điều không dễ. Cầu thủ đã lập công là tiền đạo nguy hiểm nhất của đội tuyển Iran, Sardar Azmoun. Bàn thắng thứ hai của Sardar Azmoun ở giải đấu năm nay. Cầu thủ Iran ngoài lợi thế về thể hình thì tốc độ và khả năng di chuyển của họ cũng rất linh hoạt. Quang Hải đứng chuyền cho Công Phương thì sai sót sẽ rất dễ phải trả giá. Điều chúng ta bị dẫn bàn trong hiệp một có lẽ cũng đã nằm trong tiết liệu. Đã không có cú dứt điểm được tung ra từ phía các chân sút của đội tuyển Việt Nam. Bình tĩnh, tự tin, triển khai cách chơi ưa thích của chúng ta. Quang Hải. Quang Hải đã rất nỗ lực trong pha bóng này. Nhưng bất lợi về sải chân thì anh không thể tạo ra được một tình huống qua người, chuyền bóng vào phía trong. Quang Hải đường chuyền cho Văn Toàn, có lẽ đã việt vị. Những tình huống như vừa rồi là những tình huống mà Văn Toàn rất ưa thích. Đội tuyển Iran bây giờ đã không còn dám dâng cao nữa mà họ đang phải lùi về chơi phòng ngự. Văn Toàn đường chuyền cho Công Phương, không vào. Rất đáng tiếc, một cơ hội rất thuận lợi của chúng ta, một cơ hội có thể nói là rất khó để có được. Vừa rồi thì Văn Toàn sau khi vào sân đã ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Văn Toàn và Công Phượng là những người rất hiểu ý nhau. Tuyển Iran một tình huống bằng ra kịp thời để làm hẹp góc sút của Công Phượng. Azmoun dứt điểm, không thắng được Đặng Văn Lâm. Taremi không vào. Một lần nữa Đặng Văn Lâm lại cho thấy sự chắc chắn của mình. Hùng Dũng. Văn Toàn. Cổ động viên Việt Nam hôm nay không hề thua kém so với cổ động viên của đội tuyển Iran. Rất nguy hiểm. Đặng Văn Lâm đã băng ra kịp thời. Nỗ lực ngăn cản đối phương của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Trọng Hoàng. Đường chuyền của Đỗ Hùng Dũng. Khả năng tấn công của đội tuyển Iran ngày hôm nay, Iran đã không thể triển khai được một thế trận áp đặt giống như những gì mà họ vẫn thường ưa thích làm. Dứt điểm ngay. Lúc này có cảm giác như chính đội tuyển Việt Nam mới đang là những cầu thủ kiểm soát trận đấu tốt hơn. Safi việt vị. Tình huống bẫy việt vị quen thuộc của các cầu thủ Việt Nam. Bất cứ hàng phòng ngự nào ở tầm châu Á. Azmoun, ở đây là một pha bóng như vậy nhưng chúng ta đã phải nhận bàn thua thứ hai trong một tình huống mà đội tuyển Iran bất ngờ tăng tốc. Group dành cho Sardar Azmoun. Chỉ một thoáng lơ là thôi mà chúng ta đã phải nhận bàn thua. Quang Hải. Quang Hải. Oscar De Zaga. Đã phạt từ cự ly quá xa của Quang Hải. Và đây là cơ hội phản công của đối bạn. Đặng Văn Lâm. Duy Mạnh đã kịp thời lui về. Rất nguy hiểm. Rất may là vừa rồi sự có mặt kịp thời của Đỗ Hùng Dũng.
Ngân Văn Đại. Ngân Văn Đại định đẩy bóng để vượt qua cầu thủ số 3 bên phía đội tuyển Iran. Cầu thủ số 3 bên phía đội bạn đã phạm lỗi cản người không bóng và phải nhận thẻ vàng. Đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng một quả đá phạt. Và đây sẽ là cơ hội của chúng ta. Quang Hải, một trong cầu thủ thấp nhất trên sân lúc này, đối mặt với người cao nhất trên sân. Bóng đi đúng vị trí của thủ môn Ali Reza. Văn Toàn dâng cao. Cầu thủ Iran rất nhanh và khỏe. Chính vì thế mà chúng ta đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc tự tin cầm bóng. Bên phần sân của Iran, Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Cơ hội Quang Hải. Không vào. Rất đáng tiếc. Đây là một cơ hội có thể nói là tốt nhất của Quang Hải kể từ đầu trận đấu đến giờ. Một lần nữa đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc. Lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Đội tuyển Việt Nam đã không thể đạt được mục tiêu giành điểm trước đội tuyển Iran. Tuy nhiên